Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng đầu tiên của Ngạc Nhiên Chưa. Vòng đầu tiên này rất đơn giản, hai bạn chỉ cần bước lên phía trước. Sau khi nghe hiệu lệnh của chị và anh Nghĩa thì quay trở lại nhìn màn hình LED. Chúng ta sẽ thấy được cái từ khóa ở đó. Nhanh chân chạy về bấm chuông. Và sau đó chúng ta bắt đầu gợi ý cho đồng đội của mình có thể đoán ra được từ khóa đó từ gì. Ví dụ nha, chạy cho nó chạy về trên này thấy chữ Nam. Em vậy em nói thư mà chị nói đúng chữ Nam. Nói từ Nam đúng không? Là đúng. Nó thành Nam Thư đúng không? Đúng là đúng. Nó cũng rắc rối quá ta. Nhưng mà em tin là em làm được. Hết sức bình tĩnh nha. Và mỗi lượt nếu đoán đúng thì chúng ta sẽ được một điểm. Bây giờ mời Nam Hy và Mạc Văn Khoa. Chuẩn bị 1, 2, 3. Quay lại nhìn tôi qua. Bấm Vào nói. Cửa. Từ Minh. Gì vậy Khoa, nhanh lên. Công Thông. Cái từ cứ trước rồi cứ căn thì là căn cứ, phải từ cứ đó không? Không phải từ cứ đó. Từ cứ đó đúng rồi. Cứng cứng gì cứ? Chị gõ đầu mày liền luôn á, mày đừng có cứ nữa. Công cụ công ký. Trời ơi sắp đúng. Công mộc. Đóng mộc mà. Minh cứ gì trời ơi. Công ty. Công ty đi công chứng. Yeah. Wow. Để coi cái từ khóa đúng không nha. Dạ, cái từ khóa đúng là từ chứng. Vỗ tay gì? Mình phạm luật rồi mà vỗ tay. Người ta là nói có một từ một thôi. Đây nói tới hai từ. Đi công. Thành ra là mặc dù nó được cái chữ chứng nhưng mà không có được tính điểm. Ông thần ơi. Đúng rồi. Phải cho em nói chứ bằng. Nó dễ. Còn cứ em đó, em đi xa quá là anh theo luôn. Ai mượn cái ông ta kia vậy? Thật sự một từ nó rất là khó. Bởi vậy em mấy anh Hy đóng dấu đau tay luôn mà không ra luôn. Phải tìm cái từ gì đó mà nó gần gũi một chút. Rồi. Như vậy là ở lượt đầu tiên đội của anh Đại Nghĩa mặc dù đã đưa ra đáp án nhưng mà vì đã dùng tới hai từ gợi ý nên không được tính. Lượt thứ hai anh và Nam Thư sẽ lên. Chuẩn bị 1, 2, 3. Thương. Biết ngay. Nhớ. Yêu. Mày đi xa luôn rồi đây. Thương. Yêu. Khuyến. Thương mại. Thương cảm. Thương mại. Xác. Thương mại. À thương mại hả? Ừ. Trời ơi mình lại trong đầu mình cứ nhớ về tình yêu thương nhớ mình... tình thương chứ. Hóa ra nó là thương mại hả? Đó là từ mại. Và lần này thì đội của Đại Nghĩa với Nam Hy đã ghi được một điểm. Lượt thi đấu tiếp theo, mời hai em lại tiếp tục. Khoa ơi. Một, hai, ba. Giảng. Thư. Chương. Từ đó xong tới từ chương. Văn. Trường. Công trường. Chương hay là trường? Chương Văn chương. Chương Chủ trương. Sản. Hai.
Khai giảng, khai. À. Từ của chúng ta đúng chính là khai. Và với lượt thi đấu này, đội của Nam Thư và Mạc Văn Khoa đã ghi được 1 điểm. Bình thường thôi. Dạ, yeah, bình đang thường là một đều. Một đều. Chưa có gì căng thẳng cả. Lượt cuối của vòng này đây, mời Nam Thư. Một, hai, ba. Mệt. 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 Lại. Chính xác. Wow. Giỏi. Trời ơi. Lúc đầu nghe tưởng bệnh chứ. Chính xác là lớn. Chẳng qua là anh nhường em. Dạ. Chứ nghĩ làm sao mà anh chạy không lại Nam Thư. Cái gì? Anh nghĩ có một cái tật rất là xấu, mỗi lần anh nghĩ thua là anh nghĩ toàn nói nhường. Chứ bây giờ nghĩ làm sao mà anh chạy không lại em từ đó tới đây hả Thư? Vậy em đã chạy lại không? Thôi mệt lắm. Nó thắng rồi, bên đó đừng có ganh tị nữa. Với từ lệnh thì đội của Nam Thư và Mạc Văn Khoa đã ghi thêm được 1 điểm. Tỷ số đang là 2-1 và điều này chưa nói lên được gì cả. Chúng ta sẽ đến với vòng 2 của Ngạc nhiên chưa. Quay trở lại với Ngạc nhiên chưa, kết thúc vòng thi đầu tiên. Rõ ràng và tất nhiên là đội của Nam Thư sẽ dẫn trước đội của anh Đại Nghĩa với tỷ số là 2-1. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Nghĩ rằng cái khoảng cách này nó an toàn lắm sao Thư? À không, anh cứ dẫn không, trước cứ là... Không, cứ dẫn trước là vui rồi anh ạ. Đúng rồi. Thì hy vọng là hai chị em còn sẽ tiếp tục được vui nha. Dạ. Chứ anh lo lắm. Bởi vì vòng này là chúng ta sẽ... thể hiện về cái khả năng ngôn ngữ hình thể đúng không? Mà như em biết rồi đó, chị Nam Tư của em thì hình thể đẹp ghê lắm. qua cái lời miêu tả của anh Nghĩa là em không được cái gì luôn á, tuổi thì cao, hình thể cũng không được, hát không, cũng không thật, được thật, nói cũng không được. Thật sự thật như nào? Thật sự là em với chị là một con người rất hiểu nhau. Em cảm nhận nhìn vào mặt chị, em biết là em sẽ hiểu chị. Đấy. Chị chỉ cần búng tay một cái là biết chị đang muốn gì. Rồi bây giờ chị búng cái nha. Đó, mặt như xịt keo luôn. Đó. Chị muốn thi luôn đúng không? Công ty này rất là đơn giản, trên đó có 6 ô số. Các bạn sẽ lên chọn một trong những cái ô số các bạn yêu thích. Sau đó đọc gợi ý, xong chúng ta bắt đầu diễn tả bằng hành động cái từ khóa trong đó là cái gì, để cho đồng đội của mình ngồi dưới này và có thể đoán ra. Mỗi lượt thì các bạn sẽ ghi được 2 điểm, hiểu chưa? Là vòng trước là chỉ được nói một từ, vòng này là cho câm nín luôn. Em hiểu rồi. Rồi, bây giờ đội của Nam Thư đang tạm dẫn trước, cho nên đội Nam Thư sẽ� thi trước. Em thi trước đó. Bây giờ sao hết chị, em có duyên với những phần thi trước. Đó. Nhưng mà thường đến sau lắm. Sáu cho nó máu. Ừ, số 6 cho máu nào, đọc gợi ý. Trời ơi, số này hết máu luôn. Gợi ý là gì? Đây là một bài hát. Chạm nhẹ tim anh một chút thôi hả? Chạm. Chạm vào quá khứ. Chạm đúng chưa? Tim đau, đau một lần rồi thôi, năm từ sai. Chạm đúng chưa? Trong bài hát có từ chạm. Mày chạm hoài vậy em? Mày đừng chạm nữa, từ chạm gì đó ra rồi. Mặt thằng bé đang vui đó, tâm trạng Khoa đang rất là vui. Đau, trong bài hát có từ đau không? Có, chạm với đau là có hai từ. Chạm, đau, chạm, nhìn, mày nhìn gì đó vậy? Chạm đáy trái tim. Oh. Đáy là đúng đúng không? Bài của Eric đúng không? Chạm, chạm. Chạm đi, chạm. Chạm đáy nỗi đau, chạm đáy nỗi đau. Một phần thi quá ức chế. Trời ơi. Sao mà lâu thế? Khi mà Khoa nó làm như vậy nè, là tôi đã biết là chạm đáy nỗi đau rồi. Dạ thưa quý vị, chạm đáy nỗi đau đúng rồi đó, nhưng mà mất rất nhiều thời gian của chúng ta. Thôi cũng được, 2 điểm dành cho đội Nam Thư. Ủa anh Nghĩa, mà anh dùng từ cũng được là tại vì anh thấy mất thời gian nhiều quá đó, chứ lẽ ra là chỉ trong vòng 3 nốt nhạc thôi là phải đoán ra cái tên bài hát đó rồi. Được rồi, để tôi coi. Nam Hiêm lên đi. Chết. Mời em Nam Hi. Em ơi, em diễn tả làm sao để anh nghĩ 3 nốt nhạc có thể đoán ra được nha em. Bắt đầu luôn hả anh? Ok.
Rồi mình mới có 4 điểm cho mấy hả Khoa? Dạ. Rồi mới có 4 câu đặt. Đây mình... là tên một bài hát. Ngựa. Ngựa ô thương nhớ. Ngựa ô thương nhớ. Ngựa ô thương nhớ. Yeah. Quá giỏi. Nam Thư ơi. Nam Thư ơi. Chưa tới 3 nốt nhạc luôn em nha. Wow, wow. Dạ thưa quý vị, đó là bài Ngựa ô thương nhớ. Yeah. Chết không phải. Không phải, em đã phân tích rồi. Tại cái bài hát nó thật, nó rất là quen thuộc. Đúng. Với lại rất ít bài hát có từ ngựa. Biết này đúng không? Chính vì bài nó vừa quen thuộc, nó vừa ít bài có từ ngựa, cho nên trong vòng 3 nốt nhạc anh ấy mới đoán được. Chứ nó phải nhiều người. Số 1 đi. À sao em đang chọn số 1 rồi hả em á? Ôi dồi, em biết bài nào là em chọn, làm sao mà biết chọn đại thôi. Trời ơi, hai đứa né vô cho anh coi cái bảng điểm nè nha. Dạ thưa quý vị, đội tụi em được cộng thêm 2 điểm. Yes. Rồi, bây giờ tới lượt thứ 3 là chị và anh Nghĩa sẽ cùng diễn tả, hai em ở ngồi dưới đoán. Ok. Đoán liên tục, đoán chừng nào đúng đáp án thì ngừng. Khoa, tin chị nhé. Khoa ơi, nhiều người tin Nam Thư mà đi về sớm đó em. Nếu mà chị giúp em thắng, em tặng chị một hũ chân gà được không? Được chị, 2 hũ đi. Rồi, thế luôn. Đó. Đi. Số mấy nè? Số 2. Wow. Đây là tên một loài động vật. Chim cánh cụt. Cá trường kính. Cá lau 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 kính. Yeah. Cá trường kính cũng đúng mà ta. Cá chùa kính thì nó em cũng có ý nghĩa rồi, đó. Em phản đối. Nhưng không, mà cái vấn đề là nó không có đúng từ khóa em. Từ khóa là cá lau kính. Cá làm sao mà nó lau được? Lau là như con người lấy tay này lau lau mới lấy tay này lau lau mới được. Còn cá là nó bằng dùng cái mồm, cái miệng của nó là nó chỉ chùi nhưng thôi. Mà cái tên nó đã như vậy đúng. Rồi đúng. Cái tên nó đã như đúng. Vậy rồi em. Đúng, đúng. Chưa bao giờ nghe con cá nào mà con cá lau kiến cả. Hãy lắng nghe tôi đi. Chẳng qua là ngôn ngữ dùng miệng thôi em. Đúng rồi. Anh cũng đau lòng xót dạ lắm. Anh muốn em thắng. Anh muốn Nam Thư của anh phải thắng. Nhưng mà anh muốn không bằng trời muốn Thư ạ. Rõ ràng và tất nhiên là đội của Nam Thư sẽ dẫn trước đội của anh Đại Nghĩa với tỷ số là 2-1. Nam Y đến đây, Khoa lên đây nào. Như vậy là thưa quý vị, với con cá lau kiên, gia đình của em đã mang về thêm được 2 điểm. Hết lượt rồi đúng không? Hết rồi cưng ơi, giờ là 5-4 đó. Khoa nắm tay chị đi Khoa. Không sao em ạ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hiểu không? Ủa em ơi, nó nghe nè, nghĩ rằng 10 năm sau Khoa còn quay lại đây nữa hả? Thì 10 năm sau quay lại chơi. Mà nghĩ rằng nó còn đi vô với em nữa hả? Sao vậy? Không sao hết chị ơi, không sao hết. Em chỉ không ngờ là cuộc đời em thua vì từ lâu với từ chùi thôi. Rồi em nắm tay chị đi, chị sẽ hát một bài hát rất là quen thuộc. Nắm tay nhau thật chặt, dắt tay nhau đi luôn.